Cô chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một kiến thức mới, đó là đường trung bình của tam giác. Nội dung bài học này bao gồm: thứ nhất, định lý một đường trung bình của tam giác. Thứ hai, định nghĩa đường trung bình của tam giác. Thứ ba, định lý hai đường trung bình của tam giác. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần thứ nhất, định lý một đường trung bình của tam giác. Định lý được phát biểu như sau: đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Hình vẽ minh họa định lý một cho ta giải thích kết luận như sau. Giả thiết tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E thuộc AC, DE song song BC. Kết luận: E là trung điểm của AC. Chúng ta cùng chứng minh định lý 1. Qua E ta kẻ EF song song với AB, F thuộc BC. Xét tứ giác BDEF, ta có DE song song BF do DE song song với BC. Như vậy ta suy ra được tứ giác BDEF là hình thang. Mà ta có EF song song với DB do ở trên ta kẻ EF song song AB. Ở bài hình thang ta biết nếu hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, cho nên ta sẽ suy ra được EF bằng DB. Mà AD bằng DB, suy ra AD bằng EF. Về góc ta có góc D1 bằng góc B do DE song song BC, hai góc này ở vị trí đồng vị. Góc F1 bằng góc B do EF song song AB, và hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó ta có được góc D1 bằng góc F1. Tiếp theo ta xét tam giác ADE và tam giác EFC. Ta có góc A bằng góc E1 do EF song song AB, hai góc này ở vị trí đồng vị. Cạnh AD bằng cạnh EF chứng minh trên, góc D1 bằng góc F1 chứng minh trên. Ta suy ra được tam giác ADE bằng với tam giác EFC theo trường hợp góc cạnh góc. Suy ra cạnh AE bằng cạnh EC, hay E là trung điểm của AC. Như vậy cô và các em vừa chứng minh xong định lý 1. Chúng ta cùng làm một bài tập nho nhỏ sao? Trong mỗi hình dưới đây phải bổ sung thêm điều kiện gì để EA bằng EC? Quan sát hình vẽ thứ nhất, các em cho cô biết ta có gì rồi? À đúng rồi, ta có D là trung điểm của AB. Như vậy dựa vào cái định lý 1 ta vừa học xong, để có được AE bằng EC, tức là E là trung điểm của AC, thì ta thấy là ta cần phải có DE song song với BC. Quan sát ở hình vẽ thứ hai, ta có DE song song BC, và dựa theo định lý 1 ta vừa học thì ta thấy để có được AE bằng EC, tức là E là trung điểm của AC, thì ở đây ta cần phải có D là trung điểm của AB, hay thêm AD bằng DB thì AE sẽ bằng EC. Qua định lý 1, ta biết thêm một cách để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Tiếp theo cô và các em cùng sang phần số 2, định nghĩa đường trung bình của tam giác. Thế nào là đường trung bình của tam giác? Các em quan sát tam giác ABC trên hình vẽ và cho cô biết là mình có giả thiết gì. Đúng rồi, tam giác ABC có D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Khi đó cái đoạn thẳng DE được gọi là đường trung bình của tam giác ABC. Định nghĩa đường trung bình của tam giác được phát biểu như sau. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Cô đố các em chứ trong tam giác có mấy đường trung bình? Các em quan sát hình vẽ nhé. Như vậy ta thấy là trong tam giác ta có 3 đường trung bình.
Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung thứ hai, định nghĩa đường trung bình tam giác. Trước khi qua cái định lý hai đường trung bình của tam giác, chúng ta cùng làm một cái chấm hỏi số 2. Chấm hỏi số 2 cho tam giác ABC, lấy trung điểm D của AB, trung điểm E của AC, dùng thước đo góc để kiểm tra góc ADE và góc B, dùng thước chia khoảng đo độ dài DE và BC, rút ra nhận xét. Dựa vào đề bài ta có hình vẽ như trên màn hình, ta thấy tam giác ABC có D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC, và theo định nghĩa ta vừa biết thì DE là đường trung bình của tam giác ABC. Giờ ta tiến hành đo góc để kiểm tra xem góc ADB và góc B như thế nào. Ta thấy là góc ADE và góc B đều có cùng số đo 40 độ. Và hai góc này là ở vị trí đồng vị, nên ta suy ra được là cạnh DE song song cạnh BC. Tiếp theo ta dùng thước đo chia khoảng để đo độ dài của DE và BC. Như vậy ta thấy là DE bằng BC chia 2. Bằng cách đo ta rút ra được nhận xét là DE song song BC và DE bằng BC chia 2. Đó cũng là nội dung của định lý 2. Chúng ta sang phần số 3, định lý 2 đường trung bình của tam giác. Định lý 2 được phát biểu như sau. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ 3 và bằng nửa cạnh ấy. Như vậy, nếu tam giác ABC có DE là đường trung bình, ta sẽ suy ra được DE song song BC và DE bằng BC chia 2. Cô và các em cùng chứng minh định lý này. Cô vẽ F sao cho E là trung điểm của DF. Như vậy ta sẽ dễ dàng chứng minh được tam giác ADE bằng với tam giác CFE theo trường hợp cạnh góc cạnh. Suy ra AD bằng CF mà AD bằng DB. Như vậy DB bằng CF. Ta có góc A bằng góc ECF mà hai góc này ở vị trí sao lê trong, nên ta suy ra được cạnh AD song song CF hay cạnh DB song song với cạnh CF. Tứ giác BDFC có BD song song với CF, suy ra tứ giác BDFC này là hình thang có cạnh đáy là BD và CF. Mà BD bằng CF, như ta đã biết ở bài hình thang, nếu hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. Do đó suy ra được cạnh DF bằng BC và DF song song với BC. Mà DE bằng DF chia 2 do E là trung điểm của DF, cho nên suy ra được DE bằng BC chia 2. Do DF song song với BC, nên ta suy ra được DE song song với BC. Như vậy ta có được DE song song BC và DE bằng BC chia 2. Để củng cố bài vừa học, chúng ta cùng làm bài tập sau. Chấm hỏi số 3 liền. Dạ, giữa hai điểm B và C có chướng ngại vật, viết DE bằng 50m, tính độ dài đoạn BC trên hình vẽ. Trong hình vẽ này, người ta cho D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC, cho nên ta suy ra được là DE là đường trung bình của tam giác ABC. Theo định lý 2 đường trung bình của tam giác, ta suy ra được là DE bằng BC chia 2, mà DE bằng 50m. Như vậy thay số vào thì ta sẽ tính được là BC bằng 100m. Ta sang bài tập kế tiếp. Bài 20 trang 79 sách giáo khoa. Các em cùng quan sát hình vẽ, ta thấy góc AKI và góc C có số đo 50 độ và hai góc này ở vị trí đồng vị, nên ta suy ra được là KI song song với BC. KA và KC cùng bằng 8cm, nghĩa là ta có K là trung điểm của AC.
Như vậy xét tam giác ABC ta có K là trung điểm của AC, KY song song với BC. Theo định lý một đường trung bình tam giác ta sẽ suy ra được Y là trung điểm của AB. Tức là ta có được IA bằng IB. Mà IA đề bài cho độ dài là X, IB có độ dài là 10 cm. Như vậy ta sẽ suy ra được X bằng 10 cm. Tiếp theo chúng ta cùng làm bài 22 trang 80 sách giáo khoa. Cho hình vẽ, chứng minh AI bằng IM. Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, ở lớp 7 ta thường đưa về hai tam giác bằng nhau. Ở đây ta thấy hai cạnh AI và IM không là hai cạnh của hai tam giác bằng nhau, nên ta sẽ dùng cách khác. Cụ thể ở đây ta sẽ dùng định lý một đường trung bình của tam giác. Quan sát tam giác AEM, ta có D là trung điểm của AE. Để có được AI bằng IM hay Y là trung điểm của AM, ta cần chứng minh được DI song song với EM hay DC song song với EM. Nếu các em quan sát kỹ, ta thấy tam giác BCD ta có được là E là trung điểm của DB, M là trung điểm của BC, thì ta sẽ suy ra được là EM là đường trung bình của BCD. Thì khi đó ta sẽ có được là EM song song với CD hay EM song song với DI. Cô vừa phân tích bài làm bằng sơ đồ, thì dựa vào sơ đồ ta sẽ có bài làm như sau và giải như sau. Đầu tiên là ta sẽ xét tam giác BCD. Có E là trung điểm của DB, M là trung điểm của BC. Suy ra EM là đường trung bình của tam giác BCD. Suy ra EM song song với DC hay EM song song DI. Kế tiếp ta xét tam giác AEM có D là trung điểm của AE, DI song song với EM. Ta sẽ suy ra được Y là trung điểm của AM theo định lý một đường trung bình của tam giác. Như vậy ta có được AI bằng IM. Bây giờ cô sẽ chốt lại nội dung bài học của ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta học bài đường trung bình của tam giác. Thì bài này gồm có 3 nội dung. Nội dung đầu tiên đó là định lý 1 đường trung bình của tam giác. Thì định lý này nói gì? Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Cụ thể nếu như tam giác ABC có D là trung điểm của AB, DE song song BC thì ta sẽ suy ra được là E là trung điểm của AC. Nội dung thứ hai đó là định nghĩa đường trung bình của tam giác. Thì đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Vậy nếu như mà DE là đường trung bình của tam giác ABC thì ta sẽ suy ra được là D là trung điểm của AB và E là trung điểm của AC. Ngược lại, nếu như tam giác ABC có D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC, ta sẽ suy ra được DE là đường trung bình của tam giác ABC. Nội dung thứ ba đó là định lý 2 đường trung bình của tam giác, hay còn gọi là tính chất đường trung bình của tam giác. Thì tính chất này được phát biểu như sau. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy. Cụ thể nếu như DE là đường trung bình của tam giác ABC thì ta sẽ suy ra được là DE song song với BC và DE bằng BC chia 2. Thì tính chất này mình sẽ dùng để chứng minh đoạn thẳng song song hoặc là để tính độ dài đoạn thẳng trong tam giác. Cô có vài bài tập vận dụng để các em làm ở nhà để mình nắm bài, hiểu bài cho rõ hơn, kỹ hơn. Bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào tất cả các em. Cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em thật nhiều sức khỏe và học thật tốt.